Vâng, xưa anh cho biết anh tên là gì, là người nhà như thế nào với anh Nguyễn Xuân Anh? Tôi là Nguyễn Văn Hợp, anh trai của Nguyễn Xuân Anh. Cách đây 2 năm trước thì ngày 17 tháng 8 thì Xuân Anh bị bắt. Trong hai khoảng 2 năm trước khi ra xét xử thì tạm giam Xuân Anh là gần là hết án. Ra xử thì còn có 2 tháng. Mà trong cái thời gian Xuân Anh bị bắt thì bên nhà thì vợ con thì hai đứa con trai còn nhỏ. Vợ thì bệnh tật suốt, thì thực sự nói cái gia đình thì hơi vất vả. Còn con đường Xuân Anh chọn thì đó là việc của Xuân Anh, như tôi một người anh thì tôi chỉ là cảm thấy trong gia đình hoàn cảnh Xuân Anh ấy, thì hơi khó khăn. Thì sau này nếu mà có những cái điều kiện gì bên ngoài mặt trời giúp được thì tôi cũng hy vọng nên là nó là nên tìm đến gia đình Xuân Anh để ủng hộ thêm cho gia đình nữa. Còn hiện Vâng. tại bây giờ thì Xuân Anh như người ta ra Thanh Hóa, rồi nắm Thanh Hóa. Vâng. Thì bao lâu thì gia đình thăm nuôi một lần về Nguyễn Xuân Anh ạ? Thì trước đây thì thường thường là đợt ở ngoài Hà Nội á, thì một tháng đi một lần, mà sau một thời gian thì vợ nó đau đi chữa bệnh ở Sài Gòn thì cũng cách một thời gian mấy tháng không đi thăm được. Vâng. Còn sau về Nguyễn Kim thì đôi khi cũng 10 ngày ra thăm một lần thì bình dân. Còn sau lúc đi ra ngoài Thanh Hóa thì tôi cũng không có điều kiện để thăm nuôi được. Vâng, thì xin anh cho biết tình hình sức khỏe của Nguyễn Xuân Anh nay ra sao? Như trước lúc bắt thì Xuân Anh mạnh khỏe bình thường, nhưng sau là hôm xử về Nghi Kim rồi đấy thì các bạn tôi ra thăm gặp thì đấy nói cũng là khỏe hôm nay kém hơn nhiều so với trước, da dẻ xanh xao trắng ợn lắm, Vâng. trông được như bình thường trước. Như vậy thì hiện nay thì vợ của Xuân Anh bệnh. Vâng. Dạ À, vâng, thì bà như dẻ vậy. vợ thì nói thực sự cũng là nói làm thủ tục đi nước ngoài đi đâu đó mà chưa có liên lạc đấy. À. Cho nên 2 con ở nhà thì cũng giao cho bà và bác, À. một đứa thì về ngoài, một đứa về nội. Bây giờ hai đứa con thì một bà nội nuôi một đứa, bà ngoại nuôi một đứa. Vâng. Ở nhà Xuân Anh có gần đây không? Vâng. Vâng, người ta cũng cảm ơn anh để cung cấp thêm cái thông tin về Xuân Anh để chúng tôi để chia sẻ phần nào với cái khó khăn hiện nay. Cảm ơn.